Web 3, cánh cửa mở ra thị trường quốc tế cho P-Network. Công nghệ Web 3, mặc dù mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng đã tạo ra tiếng vang lớn trong giới công nghệ với rất nhiều tiện ích như cá nhân hóa tốt hơn, bảo mật tốt hơn, tìm kiếm hiệu quả hơn, Semantic Web, 3D Graphic. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công nghệ này một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, cũng như vai trò của nó trong sự phát triển của P-Network. Nào, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Web 3 là một sự phát triển của công nghệ duyệt web, nơi chúng ta được tiếp cận dữ liệu một cách thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và toàn bộ dữ liệu được quản lý phi tập trung bởi công nghệ blockchain. Vậy câu hỏi đúng ở đây là tại sao chúng ta cần đến Web 3 trong khi hiện tại Web 2.0 chúng ta đã có Facebook, Google đều đang sử dụng rất tốt. Lý do đó là chỉ với Web 3 chúng ta mới thực sự tạo nên một thị trường quốc tế trên Internet. Với các nền tảng được phát triển trên Web 2, ví dụ như các ứng dụng mạng xã hội Google, Facebook, Instagram, Twitter, hay đến các nền tảng ứng dụng di động Android, iOS và các ứng dụng trên nó, Web 2 vẫn chưa thực sự tạo nên một thị trường phẳng trên mạng Internet. Google, Facebook vẫn bị Trung Quốc và các nước chống Mỹ chặn và cấm. Ngược lại, TikTok, Alibaba lại bị các nước Mỹ và châu Âu cấm. Bởi vì nền tảng phát triển và công nghệ quản lý tập trung của Web 2.0 vẫn không thể vượt qua được các hàng rào kỹ thuật của công nghệ ở biên giới mỗi nước. Vì khi muốn chặn một cái gì đó, họ chỉ việc chặn mọi thông tin từ trung tâm điều khiển của ứng dụng đó là xong. Nhưng đối với công nghệ chuỗi khối phi tập trung, blockchain thì lại khác. Công nghệ của đồng thuận phi tập trung đã khiến cho mọi hàng rào kỹ thuật là vô dụng. Vì họ không thể nào có thể đồng thời cùng một lúc phá vỡ thuật toán khối, phá vỡ chuỗi khối và tấn công các máy chủ phân tán khắp nơi trên toàn thế giới được. Như chúng ta đều đã thấy, đó là Trung Quốc đã trên dưới 5 lần 7 lượt cấm Bitcoin và đến nay Bitcoin vẫn hoạt động giao dịch và tồn tại ở Trung Quốc rất nhiều. Họ chỉ có thể cấm các sàn giao dịch tập trung chứ không bao giờ cấm được Bitcoin. Vì sao các quốc gia lại luôn dựng nên các hàng rào kỹ thuật phân chia biên giới trên Internet? Vì họ muốn bảo vệ dữ liệu người dùng và thị trường trong nước của họ. Nhưng với Web 3.0, công nghệ duyệt web được phát triển trên nền tảng công nghệ blockchain thì mọi hàng rào kỹ thuật gần như là vô nghĩa. Chính vì điều này, Web 3.0 hiện đang được cả thế giới quan tâm và rất nhiều quốc gia, tập đoàn công nghệ, công ty, các cá nhân đổ xô nghiên cứu và phát triển Web 3. Quay trở lại với câu chuyện của P-Network, một nền tảng Web 3.0 dành cho những ứng dụng blockchain, DApp. Thì anh em hình dung, vai trò công nghệ của P-Network nó giống như cái Android của Google hay iOS của Apple vậy. P-Network sẽ xây dựng một nền móng công nghệ Web 3.0 đủ lớn, đủ vững, để sau này các DApp ứng dụng sẽ phát triển trên đó. Nó sẽ đa dạng như hệ sinh thái của Android hay là iOS vậy. Từ đủ các ngành nghề, đủ các thể loại ứng dụng, đủ các ngành nghề phục vụ đời sống con người. Từ các ứng dụng tài chính, bất động sản, thương mại điện tử, gia dụng, nội thất, vân vân. Có thể hình dung ra hiện nay, trên hệ điều hành Android hay iOS của iPhone có cái gì? Là trên nền tảng Web 3.0 của P-Network có thứ đó. Các ứng dụng này sẽ không còn phải giới hạn phạm vi hoạt động của mình ở mỗi quốc gia, khu vực địa lý địa phương nữa, mà tất cả đều là các ứng dụng có thể vươn tầm quốc tế. Với Web 3, họ sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn và mang được mô hình kinh doanh của mình ra với quốc tế đúng nghĩa. Và điều thu hút tôi chú ý đến P-Network là ở chỗ mọi ứng dụng trong hệ sinh thái của P-Network đều phải sử dụng P làm đơn vị thanh toán và xác nhận mạng lưới. Điều này tạo nên một khối lượng giao dịch khổng lồ của P và cũng tạo nên giá trị của P. Vì vậy, ở giai đoạn này, anh chị hãy cố gắng tích trữ thật nhiều Pi và hướng tới tầm nhìn về tương lai của sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network.